Kính thưa quý ông bà, quý chị em, tôi thì thời gian 5 tháng con đã đến tuổi kia và con chỉ còn 3 ngày nữa để được ở lại cùng quý ông bà và anh chị em. Thì trong suốt thời gian qua, thì con xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà và anh chị em đã luôn nâng đỡ con rất nhiều về mặt tinh thần và đã cầu nguyện rất nhiều cho con. Và thứ hai là con cũng xin trong thời gian qua con đã có làm điều gì mà không vừa lòng mọi người, xin mọi người bỏ qua cho con. Và đặc biệt cũng xin cảm ơn chương trình giáo lý Việt ngữ và ca đoàn đã cho phép con có thời gian, có thêm cơ hội để mà phục vụ mọi người. Và nếu như mà đặc biệt là ca đoàn, nếu con có hát sai phá bè gì đó thì bỏ qua cho con nhé. Và lúc đầu thì con tính hát một bài tặng mọi người, nhưng mà nhận ra thấy mình hát không bằng với em. Tôi thì con cũng xin một lời nguyện nhỏ nhỏ, đó là nguyện xin Chúa Thánh Thần gửi đổ tràn muôn ơn xuống cho quý cộng đoàn chúng ta, để chúng ta ngày một thăng tiến, ngày một đoàn kết, ngày một yêu thương. Chúng con cầu xin ơn này trên danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.